chúng ta sang nội dung thứ ba trong bài học ngày hôm nay đó là dự toán chi phí ngân sách doanh thu và lợi nhuận bất kỳ hoạt động nào để thực hiện đều phải có ngân sách để hoạt động việc dự toán chi phí để lập ngân sách cho hoạt động là rất quan trọng kể cả hoạt động bán hàng cũng vậy mục đích của lập ngân sách có thể là thứ nhất đảm bảo hoàn thành mục tiêu không bị động trong hoạt động tránh trường hợp bị thiếu ngân sách dẫn tới không đủ trang trải chi phí cho các hoạt động kéo theo là không hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Mục đích tiếp theo của việc lập ngân sách đó là bắt buộc thực hiện công tác lập kế hoạch. Khi có ngân sách tức là có hạn mức chi tiêu, vì vậy việc lập kế hoạch chi tiêu để tránh bộ chi từ đó dẫn đến lập kế hoạch hành động. Việc lập kế hoạch này sẽ dẫn tới các mục tiêu dễ hoàn thành hơn, tránh bỏ sót mục tiêu. Mục đích tiếp theo đó là điều phối hoạt động. Lập kế hoạch chi tiêu và lập kế hoạch hành động cũng là cơ sở của việc điều phối các hoạt động một cách chân chu và thuận lợi. Lập kế hoạch ngân sách hay dự toán chi phí cũng là cơ sở để giải trình trách nhiệm trong việc kiểm soát chi phí và ngân sách. Và đó cũng là cơ sở để thiết lập hệ thống kiểm soát, đồng thời là cơ sở cho hoạt động tạo động lực làm việc cho nhân viên. Lập ngân sách là một công việc khá khó khăn, đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Nếu lập ngân sách thừa sẽ gây lãng phí, nếu thiếu thì các hoạt động không đạt hiệu quả. Vì vậy, cần phải có một quy trình lập ngân sách phù hợp. Quy trình lập ngân sách thường bắt đầu với các thông tin để lập ngân sách như từ các báo cáo nội bộ ta có các kế hoạch trong thời gian tới của các hoạt động như marketing và bán hàng, sản xuất, tài chính, IND, nhân sự, vân vân. Tiếp theo là từ các thông tin về môi trường bên ngoài ta có thị trường và đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế, cơ cấu ngành, các yếu tố chính trị, công nghệ, xã hội và nhân khẩu học. Sau khi có các thông tin để lập ngân sách, bước tiếp theo là người lập ngân sách sẽ tiến hành lập tổng ngân sách chi tiêu. Tổng ngân sách sẽ bao gồm thứ nhất là dự toán các khoản phải chi, thứ hai là nguồn huy động ngân sách và cuối cùng đó là bảng cân đối ngân sách. Việc này thường thực hiện ở cuối kỳ. Riêng với việc lập dự toán cho hoạt động bán hàng, ngoài việc lập tổng ngân sách chung cho hoạt động bán hàng Người lập ngân sách có thể tính toán để lập ngân sách hay phân bổ ngân sách cho các khu vực bán hàng theo mùa vụ bán hàng. Thường các sản phẩm đều có những thời điểm bán hàng tốt và không tốt trong năm. Vì vậy, ngân sách dành cho thời điểm bán hàng tốt phải khác với thời điểm bán hàng khó khăn. Chú ý, khi lập ngân sách cho hoạt động bán hàng phải tính tới những thay đổi tiềm năng của thị trường để cân đối và dự phòng ngân sách cho hợp lý. Nhiều trường hợp, sau khi ngân sách được duyệt, đến lúc triển khai sản phẩm bán rất chạy nhưng lúc đó do tính toán ngân sách quá sát nên lượng nhập kho rất ít so với tiềm năng của thị trường và cơ hội kinh doanh đã bị bỏ qua. Sau khi lập ngân sách cho hoạt động bán hàng, công ty phải tiến hành lập ngân sách cho các hoạt động khác như marketing, quản lý để các hoạt động này hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động bán hàng. Việc lập ngân sách này phải đồng bộ và phù hợp với ngân sách bán hàng. Ngân sách bán hàng sẽ ảnh hưởng tới hoạt động bán hàng và khả năng sinh lợi tùy thuộc vào mức tổng ngân sách và kế hoạch sử dụng ngân sách sẽ tác động đến thứ nhất đó là doanh thu ngân sách hoạt động sẽ tác động tới số lượng khách hàng khai thác được tỷ lệ chuyển đổi doanh số trên số lần tiếp xúc bán hàng cũng như giá trị đơn hàng trung bình từ đó ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng có thể nói có mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa ngân sách và doanh thu bán hàng hay khi ngân sách cho hoạt động bán hàng tăng lên thì doanh thu sẽ sáng sủa hơn nhưng tất nhiên là mối quan hệ này ngày càng yếu dần theo chiều tăng của doanh thu, tức là ngày càng mất nhiều ngân sách hơn để tạo ra một đồng doanh thu. Thứ hai, đó là chi phí. Với những ngân sách quá rộng rãi, rất dễ dẫn tới lãng phí. Mặc dù doanh thu tăng lên, nhưng nếu chi phí cũng tăng tương ứng, thì lợi nhuận gần như không thay đổi, đáng kể. Vì vậy, với một khoản ngân sách vừa đủ để tạo ra sự đột biến về doanh thu, nhưng đồng thời không làm phát sinh quá mức chi phí từ đó tạo lên một mức lợi nhuận cao là mục tiêu của nhà quản lý vì vậy nhà quản lý phải lập ngân sách sao cho hiệu quả của hoạt động bán hàng là cao nhất tức là tạo ra mức lợi nhuận cao nhất với mức ngân sách hợp lý nhất